Ecomat xin chào anh chị. Ecomat xin giới thiệu tới anh chị bộ nồi inox đến từ thương hiệu Five Star với mã sản phẩm FSB55D001. Bây giờ em sẽ trực tiếp mở sản phẩm để xem hay không. Sản phẩm sẽ như thế này nhé. Khi mua sản phẩm thì chị sẽ nhận được là một phiếu bảo hành đi kèm. Sản phẩm sẽ được bọc một cái lớp giấy ni lông để chống chảy xước trong quá trình vận chuyển. Cô chị có thể thấy thì sản phẩm này sẽ có gồm có 5 sản phẩm phụ, bao gồm là 3 nồi và 2 chảo. Phần nắp sẽ là phần vung kính và phần viền là inox để chị quan sát trong quá trình mình nấu ăn. Đây sẽ là phần chảo chống dính này. Sẽ có 2 quai cầm làm bằng inox và phần quai sẽ được hàn nhiệt. Nồi sẽ có dung tích bắt đầu từ nồi lớn nhất sẽ có 24 tiếp theo đến 20, 10, 16 và chảo sẽ có dung là sẽ có size là 24 cm tiếp theo đến 16. Để đặt mua sản phẩm hoặc cần hỗ trợ thêm thông tin gì anh chị liên hệ hotline bên trên để được hỗ trợ. Trân trọng cảm ơn.